chính sách đối ngoại của Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ ra sao. Theo một nguồn thăm dò ý kiến người dân, Hoa Kỳ đang để mất dần Đông Nam Á vào tay Trung Quốc. Theo đó, khu vực Đông Nam Á có 11 quốc gia thành viên, nhưng chỉ có 3 quốc gia ở đó đa số người dân ủng hộ và thích Hoa Kỳ, đó là Philippines, Việt Nam và Campuchia. Đa số người dân ở những nước còn lại thì thích và ủng hộ Trung Quốc. Thậm chí ở các quốc gia theo Hồi giáo, người ta còn căm ghét nước Mỹ. Truyền thông quốc tế đưa tin phát biểu tại diễn đàn Hương Sơn, Trung Quốc hôm 13 tháng 9, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam, Đại tướng Phan Văn Giang đã khẳng định chính sách đối ngoại 4-0, đồng thời kêu gọi tôn trọng chủ quyền Việt Nam. Điều này được đánh giá là không có gì mới cả, chỉ là sự nhắc lại những điều mà lãnh đạo cấp cao nhất của Việt Nam từng tuyên bố về chính sách quốc phòng và đối ngoại của Việt Nam. Những chính sách này nhằm cân bằng mối quan hệ với các cường quốc, đặc biệt là Mỹ và Trung Quốc. Trước đó ít ngày, Bộ trưởng Phan Văn Giang đã đến thăm Hoa Kỳ trong 2 ngày, từ mùng 8 đến mùng 9 tháng 9 sau chuyến thăm Philippines. Vấn đề hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Mỹ cũng như Việt Nam và Philippines đang được giới quan sát phân tích quốc tế hết sức quan tâm. Đồng thời có những câu hỏi được đặt ra rằng đâu có phải là dấu hiệu cho thấy bước chuyển động trong chính sách quốc phòng của Việt Nam hay không. Vào ngày 13 tháng 9, diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh, một hội nghị đối thoại an ninh khu vực thường niên do Trung Quốc thiết lập kể từ năm 2016 khai mạc, diễn đàn năm 2024 này có sự tham dự của các bộ trưởng quốc phòng và các quan chức từ hơn 100 quốc gia với chủ đề cùng xây dựng hòa bình, cùng chia sẻ tương lai. Phát biểu của tướng Giang về việc kêu gọi các bên tôn trọng chủ quyền Việt Nam không đề cập trực tiếp cụ thể đến quốc gia nào, nhưng có lẽ ông muốn ám chỉ nước láng giềng phương Bắc. Vì Việt Nam chỉ có tranh chấp chủ quyền nhiều nhất với Trung Quốc trên Biển Đông, cũng như đã nhiều lần cảnh báo về việc Bắc Kinh đưa tàu chiến, tàu hải cảnh, tàu nghiên cứu xâm phạm lãnh hải thuộc chủ quyền của Việt Nam. Sự ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc ở Đông Nam Á đang cản trở vị thế của Mỹ trong khu vực. Trong bối cảnh Hoa Kỳ đang mất dần vị thế ở khu vực này, thì sự suy yếu của Mỹ luôn là cơ hội cho Trung Quốc. Theo một số ý kiến, các chuyến thăm Philippines và Mỹ gần đây của Bộ trưởng Giang cho thấy những nỗ lực trong việc hợp tác giữa Việt Nam với các quốc gia này có chung mục tiêu là chống lại sự lấn lướt của Trung Quốc trên Biển Đông. Điều đó bất chấp làn sóng của chủ nghĩa dân tộc cực đoan đang gia tăng do sự phát động của Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Làn sóng này cho thấy cảm tính chống Mỹ của ban đảng cũng như của những tướng lĩnh quân đội đang gia tăng ở Việt Nam. Theo kết quả thăm dò ý kiến người dân mới nhất của Viện Chính trị có trụ sở tại Singapore, nước Mỹ vẫn là nhận được sự ủng hộ rất cao ở Philippines là 83% dân chúng và Việt Nam là 79% dân chúng. Trong khi sự ủng hộ đối với Trung Quốc cao hơn ở các quốc gia còn lại, kể cả Thái Lan vốn là một đồng minh của Mỹ. Tỷ lệ vừa kể trên cho thấy số đông người Việt Nam và Philippines không có cảm tình, thậm chí là lo ngại về thái độ ỷ mạnh để ăn hiếp các quốc gia yếu hơn của Bắc Kinh ngày càng gia tăng. Cũng xin nhắc lại, trước sức ép quyết liệt của các phe tướng lĩnh quân đội và bóng dáng của Bắc Kinh đứng đằng sau, việc Tổng Bí thư Tô Lâm vẫn không kiểm soát và điều hành được phe quân đội là điều đáng lo ngại cho hệ thống chính trị tại Việt Nam trong thời điểm hiện nay. Quý vị và các bạn vừa xem bản tin chính sách đối ngoại của Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ ra sao. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de. Tổng Bí thư Tô Lâm có thực sự chịu xuống thang trước áp lực từ quân đội hay không? Ngay sau khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời vào ngày 19 tháng 7, giới quan sát và phân tích quốc tế hy vọng nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ yên ổn hơn và chính trường Việt Nam sẽ yên tĩnh để kinh tế có thể được đẩy mạnh. Tuy nhiên, sau đó một loạt chỉ dấu cho thấy căng thẳng hoàn toàn không suy giảm. Việc Tổng Bí thư Tô Lâm sắp phải từ bỏ ghế Chủ tịch nước sau chưa đầy 5 tháng đã cho thấy điều đó. Ông Tô Lâm là vị Chủ tịch nước thứ 3 đã phải từ giã chiếc ghế bị cho là có rớp trong vòng có 2 năm trở lại đây. Điều này không chỉ là vô tiền khoáng hậu ở Việt Nam mà còn là một sự kiện hiếm hoi trên thế giới. Trước khi ông Trọng qua đời một ngày, Bộ Chính trị đã vội vã đưa ra thông báo rằng Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ nắm quyền lãnh đạo đảng tạm thời. Điều đó đã tạo nên các hoài nghi trong giới chức lãnh đạo cấp cao và dư luận.
nhiều người không tin ý nguyện của ông Trọng trước khi qua đời lại giao quyền lực cho bộ cựu Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Vì nếu có điều đó thì tại sao ông Tô Lâm phải ra tay triệt hạ các ứng viên hàng đầu cho ghế Tổng Bí thư hiện Đại hội 14? Hơn thế nữa, trong hội nghị Trung ương Đảng bất thường vào ngày 3 tháng 8, nếu thực sự minh bạch thì tại sao truyền thông nhà nước lại đồng loạt đưa tin giống nhau về cái gọi là suy tôn ông Tô Lâm với tỷ lệ ủng hộ tuyệt đối 100%, trong khi trước đó chưa lâu, truyền thông quốc tế đã dẫn ý kiến của các quan chức ẩn danh từ Hà Nội khẳng định rằng đa số các lãnh đạo cấp cao của Đảng đã thấy rằng ông Tô Lâm chưa đủ khả năng, đặc biệt là phẩm chất đạo đức để trở thành người lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhưng ông Tô Lâm bất chấp tất cả để thực hiện được kế hoạch được cho là đảo chính không tiếng súng. Trước đó, Tô Lâm và phe cánh đã chuẩn bị một hệ thống nhân sự cũng như cơ cấu an ninh một cách hoàn hảo. Các vị trí tứ trụ được cho là các nhân sự do cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng âm thầm sắp đặt. Chỉ trong vòng có 73 ngày, ông Tô Lâm, từ một ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, đã trở thành một nhân vật quyền lực nhất trong Đảng, nắm giữ cả hai chức vụ đứng đầu Đảng và nhà nước. Đồng thời, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã phá bỏ các quy định về truyền thống của Đảng để sắp xếp lại tổ chức cũng như cơ cấu lại nhân sự, thực hiện mưu đồ thâu tóm quyền lực tuyệt đối, giống như ông Tập Cảnh Bình ở Trung Quốc hay Putin bên nước Nga. Tuy nhiên, do ông chưa đủ kinh nghiệm trên cương vị lãnh đạo cấp cao nhất, đặc biệt là thiếu sự ủng hộ của số đông lãnh đạo cấp cao trong bộ máy của Đảng và nhà nước. Đây có lẽ cũng là lý do khiến ông tự nhận ra rằng chủ động rút lui khỏi cương vị Chủ tịch nước trong tháng 10 năm 2024 tới đây. Kế hoạch tiếm quyền của Tổng Bí thư Tô Lâm với ý đồ thiết lập một hệ thống chính trị công an trị. Theo đó, ông tổ chức một hệ thống lãnh đạo cấp cao, chủ yếu là các nhân sự đi lên từ công an, vượt qua số lượng các lãnh đạo xuất thân từ quân đội trong Bộ Chính trị. Đây được cho là điểm then chốt nhất, khiến cho phe tướng lĩnh quân đội bất bình và cương quyết không chấp nhận. Mới đây nhất, nhiều chỉ dấu cho thấy ông Tô Lâm đã nhận ra những phản ứng của phe quân đội là mối đe dọa thực sự. Do đó, ông buộc phải hòa hoãn với phe quân đội mà được hậu chuẩn từ Bắc Kinh. Cuộc so găng vẫn còn tiếp diễn. Chúng ta hãy cùng chờ xem Tổng Bí thư Tô Lâm có thực sự lùi bước trước áp lực từ phe quân đội hay không. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin Tổng Bí thư Tô Lâm có thực sự chịu xuống thang trước áp lực từ phe quân đội hay không. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de